Nhậm Gia Luân vướng tin đồn nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Tên của Nhậm Gia Luân bị réo lên hot search suốt một thời gian dài, còn fan thì ra sức bảo vệ anh. Nhậm Gia Luân vừa vướng phải tin đồn nghiêm trọng nhất sự nghiệp, điều đáng nói là ban đầu tin tức này không hề liên quan tới anh. Theo đó, mới đây một blogger có tiếng sử Trung Nên Tiếng cho biết sẽ bóc trần bằng chứng ngoại tình của một sao nam hai chữ có lưu lượng hàng đầu. Thông tin cơ bản được hé lộ, người này nổi tiếng nhờ phim cổ trang và có thể vươn lên hạng đỉnh lưu. Đáng lẽ Nhậm Gia Luân chẳng hề liên quan tới tin đồn này, bởi dù là nghệ sĩ hay tên thật thì tên anh cũng có ba chữ. Tuy nhiên không rõ nguyên nhân từ đâu mà xuất hiện tin sa nam dình bê bối kia có tên phiên âm bắt đầu bằng chữ R. Họ của Nhậm Gia Luân cũng bắt đầu bằng chữ R. Dù sau đó chi tiết đã bị các blogger phủ nhận, nhưng Nhậm Gia Luân vẫn vướng tai bay vạ gió. Tới chiều cùng ngày, phòng làm việc của Nhậm Gia Luân đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn. Trước đó, tên của nam diễn viên bị treo lên hot search suốt một thời gian dài, fan chỉ biết ra sức bảo vệ thần tượng. Người hâm mộ của Nhậm Gia Luân cho rằng đối thủ đang mua hot search để bôi nhọ anh. Rõ ràng nam diễn viên không hề liên quan gì tới những tin tức xấu kia. Có nguồn tin cho rằng Nhậm Gia Luân sắp chia tay công ty quản lý Hoan Thụy, nên dù nam diễn viên có gặp chuyện thì phía công ty cũng không đứng ra thanh minh giúp anh. Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, thuộc kiểu ngôi sao thành danh muộn trong showbiz. Anh đóng phim từ sớm nhưng chỉ thực sự được chú ý như Đại Đường Vinh Diệu 2016 và nổi lên sau sự thành công của Cẩm Y Chi Hạ đóng cùng Đàm Tùng Vận năm 2019. Sau đó Gia Luân liên tục ghi dấu ấn trong tác phẩm Không Nói Tạm Biệt, Châu Sinh Như Cố, Ngự Giao Ký Thỉnh Quân. Anh thà sao nam hiểm hoi của làng giải trí công khai chuyện lập gia đình từ khi còn trẻ. Vợ của Nhậm Gia Luân là Nhiếp Hoan, cặp đôi kết hôn năm 2016. Không lâu sau khi nam diễn viên có cơ hội đổi đời nhờ Đại Đường Vinh Diệu.